không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Lệnh quyết, ngươi hãy về với ta. Tránh ra, đừng có ép ta. Mục đích ta tới đây là nhất định phải dẫn ngươi về. Nga thúc, Nga thúc, Nga thúc, ông thế nào? Các người đừng lo lắng, và các tiên sinh khi bị thương chỉ nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao. Lệnh quyết này, Nga thúc có ơn cứu mạng tới hắn, vì mà hắn lấy quán trả ơn. Đã nói người Trường này không đáng tin cậy mà, làm toàn chuyện bậy còn báo hại Ti thần bộ. Không ngờ lãnh quyết lại làm như vậy. Nói đã chưa, người ngoài nói sao cũng bỏ mặt, tại sao các người lại nói như vậy? Trước đó lãnh quyết là sát thủ lại gặp vô tình, nhưng mà sau này vào Ti thần bộ đã từng trả với các người, hắn có thay đổi hay không? Các người phải hiểu rõ. Không sai, cho dù sư giả Kim Quốc bị lãnh quyết giết chết cũng là chuyện lâu rồi. Lãnh quyết thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian vào sanh ra tử. Hắn ở với Ti thần bộ đã cùng phá nhiều án. Trong lòng của ta, hắn cũng như các người đều là huynh đệ. Lệnh quyết về ba người đều do một tay ta dạy ra, không thể thiếu ai được. Phải bốn người một thể, thiếu một người ở Ti thần bộ cũng khó làm việc. Ngã thúc muốn đi đâu? Ngã thúc cẩn thận, ta phải tấn công. Xin giữ hoàng thượng cho lệnh quyết. Ngã thúc, sư huynh, sư huynh đừng đi đâu hết, hãy bỏ ý định đó. Yên hận, bây giờ hoàng thượng đang bị chuyện của lãnh quyết mà nổi giận, đang nghĩ làm sao phải ăn nói với sứ thần của Kim Quốc. Bây giờ người tấn công không những không giúp được hắn, chỉ châm dầu lên lửa. Phải đó Ngạ thúc, Dương phi nương nương nói không sai, bây giờ tấn công chỉ làm hư chuyện. Yên hận, ngươi phải giúp ta. Dương gia. Ai phi, đã tối rồi bà còn đi đâu? Đi coi sư huynh. Bà giảng thân lại rồi à? Phải, bấy lâu nay thiếp đã hiểu lầm sư huynh. Hắn không những không đổ quan cho cha thiếp, còn có ơn đối với thiếp. Thiếp thấy đã nợ hắn quá nhiều. Vậy là tốt. Quan gia nên giải không có nền kết, huống chi bà giảng là sư huynh muội. À phải, hoàn cảnh gia các tranh ngã thế nào? Ê, không cần hỏi nữa, với tình hình này chắc chắn vì chuyện của lãnh quyết mà bị nhức đầu. Dương gia, chuyện này nghĩ thế nào? Tuy gia các nắm lại Ti thần bộ đã phá được nhiều kỳ án, vốn được hoàng thượng khen thưởng, nếu không phải chuyện của lãnh quyết thì nên có phát triển. Đáng tiếc hắn đã thầu sát thủ làm bộ khoái. Dương gia, hay là hãy đi xin với hoàng thượng dùm cho sư huynh. Ai nấy đều biết chuyện của lãnh quyết không phải là dễ xử, chỉ lo ta mở miệng cầu xin không được, hoàng thượng lại trách tới ta. Lâu nay Dương gia nói chuyện có sức, hôm xưa tấn giám hoàng thượng đều tiết nạp, nếu lần này chịu ra tay giải quyết
gặp phát hiện này, khắc gì đã lập công lớn, hoàng thượng sẽ càng coi nặng tới Dương gia. Dương gia, Dương phi nương nương. Tướng gia sao ngộ vậy? Phải, ta tới kiếm hoàng thượng về chuyện gia cát che chở cho Lãnh Quyên. Không biết Dương gia tấn công vì chuyện gì? Bổn Dương tới thì cũng vì chuyện này. Bổn Dương định là tới xin với hoàng thượng mong phá miễn tội với gia cát chánh ngã. Dương gia, việc trong triều thiệt là phức tạp, có được minh bạch. Huống chi gia cát che chở hung thủ giết hại sứ giả Kim Quốc, hoàng thượng đã nổi giận. Dương gia là người ngoài cuộc, cần gì phải nhúng tay vào? Tướng gia, Dương gia là Dương Tự, đâu phải là người ngoài cuộc. Dương phi nương nương, tuy là nói vậy, nhưng mục đích lần này Dương gia tấn công có phải để gom tiền trấn tài không? Đúng. Vậy thì đúng. Hoàng thượng đã bất mãn về Dương gia, hàng năm đều xin triều đình tiền trấn tài, nói là ông viện cớ nói láo. Hồi thì nói trấn tài, lúc thì nói sửa cầu rồi lắp đường, còn nói sẽ điều tra những việc xưa kia. Có chuyện này? Phải. Nếu như lúc này Dương gia đi nói tốt cho gia cát chánh ngã mà xúc phạm tới hoàng thượng, đừng nói là tiền trấn tài, e là mấy việc cũ của Dương gia hoàng thượng cũng kéo ra thành toán. Gì? Nè Dương gia, không nên gây thêm chuyện, mặc kệ đi ha, không cứ liên can tới mình mà. Tướng gia, ông nói thì là có lý. Dương gia, ông... Ai phi, Dương gia nói không sai, chuyện này bổn Dương không tiện nhúng tay vào, chúng ta về bàn thảo kỹ lại ha. Ngươi không phải là sát thủ đó à? Ngươi bị thương không nhẹ, đã xảy ra chuyện gì? Thái tử đã bị bắt, ngươi nhất định là phải cứu. Đa cô nương. Lãnh Quyết đại ca. Tại sao cô ở đây? Ta nghe họ nói ngươi là sát thủ hôm xưa mà hoàng thượng đã tầm nã ngươi. Ta thì thấy lo quá, không biết ngươi như thế nào, cho nên tới phủ thần bộ để coi thử. Làm phiền báo với đàn cô nương về gia các tiên sinh chăm sóc tùy tùng của sứ giả Kim Quốc này. Lãnh Quyết đại ca. Tiểu Đao, là ai vậy? Lãnh Quốc đại ca nói tùy tùng của sứ giả Kim Quốc nhờ ta báo với người già gia các tiên sinh. Lãnh Quốc đã tới, người đâu rồi? Đã bỏ đi, chắc đã đi xa. Đừng có nói nữa, đỡ hắn vô, hắn bị thương nặng. Gia các, ngươi thì là to gan, tri pháp phạm pháp, ngươi lại dám che chở tội phạm giết người, ngươi có biết tội hay không? Vì thần biết tội. Hoàng thượng, Lãnh Lăng Hy hôm xưa quả thật là sát thủ, nhưng mà Di Thần thấy là hắn không phải là một thứ thường, hắn có một bản năng săn bắn rất đặc biệt, cho nên Di Thần triệu hắn làm thần bộ, hy vọng là hắn lấy công chuộc tội. Sự thật, sau khi hắn làm thần bộ thì đã ăn năn hối cải và giúp Di Thần phá nhiều vụ án rất lớn. Khẩn xin hoàng thượng hãy rộng lượng khoan hồng để cho hắn một cơ hội. Và các tiên sinh thiệt là thị phi bất phân. Dương pháp của đại tống ta, kẻ giết người cho dù hắn có tài cán cỡ nào, chỉ cần hắn đã giết người thì phải xử chết theo dương pháp. Này và các tiên sinh bỏ mặc quốc pháp che chở cho kẻ giết người, vậy còn tư cách gì trưởng quản ti thần bộ? Hoàng thượng, Di Thần không phải bỏ mặc quốc pháp, chỉ là quý trọng nhân tài, hy vọng tạo phước cho xã tắc. Dù sao đi nữa, nếu để cho ti thần bộ che chở cho hung thủ giết người, nếu để thiên hạ biết được, quốc pháp còn đâu, dân chúng theo ai? Hoàng thượng, Di Thần thấy nên lập tức hạ chỉ, đem gia cát giao cho đại lý tự chánh pháp, giải tán ti thần bộ. Hoàng thượng. Đại nhân, hoàng thượng đã thương nghị quốc sự, xin chờ một chút. Chuyện quan hệ trọng đại, không thể chờ. Người vội vã như vậy đã xảy ra chuyện gì? Con ta bị mất,
Lỡ nó có xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội đại tống các ngươi. Các ngươi còn không phái người đi kiếm? Hồi bẩm hoàng thượng, Di thần đã phái người đi kiếm, nhưng đi kiếm khắp kinh thành cũng không thấy hành tung của thái tử. Bẩm hoàng thượng, Tây thần bộ đã dẫn tùy tùng của sứ giả Kim Quốc tấn công, nói là có chuyện cần phải gặp. Mau truyền. Không kiến hoàng thượng, đại thái tử. Đã xảy ra chuyện gì? Xuân Nhi ở đâu? Dân lệnh đại thái tử, nô tài đưa thái tử đi cho Tây Sơn. Vì trời nóng nực, thái tử nói là phải xuống hồ bơi lội, và ca dặn nô tài đi hái trái cây rừng. Ai dè, khi nô tài trở về đã nhìn thấy mấy tên đại hán bắt đi thái tử. Cái gì? Xuân Nhi bị bắt? Nô tài đáng lẽ định xuống núi cứu thái tử, nhưng không may bị lỡ chân té xuống vực thẳm. May là có người của Tây thần bộ đến cứu. Người của Tây thần bộ? Hắn là ai? Là người thích khách đã vào hoàng cung Kim Quốc năm xưa, sát thủ Lãnh Quyết. Bây giờ bỏ mặc chuyện đó, quan trọng nhất là phải cứu Xuân Nhi. Ta cho các người biết, Xuân Nhi của ta bị bắt tại phủ đại tống, người phải gánh trách nhiệm. Nhất định nhất định. Thái khanh gia, bây giờ phải xử sao? Đại thái tử xin yên tâm, chúng tôi sẽ kiếm thêm người, nhất định kiếm được thái tử. Vậy là tốt. Xuân Nhi của ta là cháu cưng nhất của phụ hoàng, lỡ có xảy ra chuyện gì, phụ hoàng một khi nổi giận, chừng đó cái chuyện Kim Quốc ta liên thủ với Liêu Quốc để đối phó với đại tống các người. Người nào? Ngã thiếu tốt với người như vậy, người đâu có thể nào sa tại đánh ổng. Xin lỗi, người không phải có lỗi với ta, mà là ổng. Nếu không phải ổng căng giận, ta không có tới kiếm người. Các người muốn thế nào? Huynh đệ với nhau, chúng tôi không mong người bị gì, nhưng mà làm người phải có đảm đang. Vì Ngã Thúc, vì Ti thần bộ, ngươi không thể bỏ đi như vậy. Phải, ngươi trốn được hôm nay không được ngày mai. Hơn nữa, Ngã Thúc đã tấn cung, xin với hoàng thượng giùm cho ngươi. Dạ, theo chúng tôi về, Ngã Thúc nhất định có cách thuyết phục hoàng thượng. Phải. Lệnh Lăng Hy, con hồ hãy đầu hàng đi. Cái người bắn trẻ tờ, lần này thì ngươi đừng có hòng chạy thoát. Lên! Cùng tên chuẩn bị. Anh chị tới. Lãnh Quyết tiếp chỉ. Phụng thiên thừa dân, hoàng đế triệu giết. Vì con yêu dấu của sứ thần Kim Quốc bị mất tích ở phủ Khai Phong, ra lệnh cho Lãnh Quyết của Ti thần bộ tới tìm kiếm cứu giúp. Kỳ hạn trong 7 ngày, nếu có thể tìm kiếm được thái tử Kim Quốc thì phá hủy hết những tội hành hôm xưa. Mong người hãy sớm ra công tìm cho được thái tử của Kim Quốc để đối công chuộc tội. Khâm chỉ. Ta không tin, hoàng thượng sao lại hạ thánh chỉ này? Thánh chỉ ở đây, người dám không tin? Mình đi. Nè, ngồi xuống, ngồi xuống mau, cẩn thận. Cũng may là người đã tới kịp thời, bây giờ đã biết chúng tôi không bán rẻ ngươi. Được rồi, hãy mau kiếm thái tử Kim Quốc, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Tại sao hoàng thượng lại hạ chỉ?
và các huynh vì cứu Lãnh Quyết đã đề ra điều kiện để trao đổi với hoàng thượng. Hoàng thượng, về chuyện mất tích của thái tử Kim Quốc, Di Thần có một đề nghị. Và các khanh có cách gì còn không mau nói? Di Thần muốn nói là bản năng của Lãnh Quyết truy tầm săn bắn, và hơn nữa từ nhỏ lớn lên trong rừng núi, thiệt rành về tình hình ở trên rừng núi. Việc tìm kiếm Kim Quốc thái tử, hắn là nhân tuyển thích hợp nhất. Hoàng thượng, quyết không thể được. Vậy là thả cọp về rừng, lỡ như Lãnh Quyết bỏ đi không về, hay là gây hại thái tử, vậy chúng ta phải làm sao? Hoàng thượng, thủ hạ của Kim Quốc cũng được Lãnh Quyết cứu mạng. Không sai, mà nhà Kim Sư Nhi quan trọng. Hắn là người của triều đình, phải để cho hắn ra công. Bằng mọi giá phải kiếm cho được Sư Nhi mới thôi. Như vậy, hoàng thượng, Di Thần xin dùng tuy thân bộ và đầu của mình để bảo đảm. Nếu như mà trong 7 ngày Lãnh Quyết có bê gì đó, hay là chưa hoàn thành được nhiệm vụ, Di Thần giao cho hoàng thượng xét xử. Và các khanh, ngươi chịu lấy mạng để bảo đảm mà. Dạ, nhưng mà Di Thần có một điều kiện. To gan và cả chánh ngã, ngươi dám nói điều kiện với hoàng thượng? Ê, thật ra điều kiện gì? Điều kiện của Di Thần là, nếu mà Lãnh Quyết kiếm ra được Kim Quốc thái tử, lấy công chuộc tội, vậy thì tội phạm hôm xưa của hắn xin được xóa bỏ. Nếu kiếm không ra Kim Quốc thái tử, hay Lãnh Quyết bỏ chạy, vậy ngã thuốc sẽ nguy hiểm. Ta tin Lãnh Quyết không khiến cho ta bị thất bại. Ngã thuốc, Lãnh Quyết phải nhớ lấy công chuộc tội. Ta hứa với ngã thuốc. Nhất định kiếm ra được Kim Quốc thái tử. Ngã thuốc. Ây da, ây, lần trước ba người đã ăn một mình ta, hôm nay ta phải trả thù. Cha, với đại má, chuyện với cha, ngồi tâm cha. Các người đã về tới, có phải đánh bài chim không? Phải. Là mang ế ẩm nên nghỉ sớm, rủ cha người đánh bài chim. Con nhỏ này xách một rổ lớn như vậy đi đâu? Không, dạo này Ti Tần Bộ xảy ra nhiều chuyện, con muốn làm chút đồ ăn để đi thăm mấy vị đại ca. Ây da, bánh mè đen, con của ta thích ăn nhất mà. Bánh mỡ hành, bánh quế hoa, đây là của ta còn thích ăn. Ây da, Dù Đồng, có phải người thích truy mạng con của chúng tôi? Sao nó lại thích truy mạng? Cái thằng đó lè phè. Hoa, không thể nói như vậy lão thiết. Đừng coi con của ta thường ngày cái miệng thì hơi bao hoa. Thật ra con người rất là tốt, vừa tốt tánh lại hiếu thảo. Tóm lại là đứa con trai tốt. Phải. Quan trọng là ba người chúng tôi đều thích người. Nè, đủ rồi, đừng có tự khoe khoang. Truy mạng các người hiếu thảo, nhưng mà chỗ này khét tiếng là ba hoa bài bướm mới chết. Dù Đồng à, bỏ mặt họ, lấy đồ cho đại ca của con ăn, đi mau. Vậy con đi trước. Được, chào. Ây da, cái con dâu này ta rất thích. Chồng còn thích. Ê, cha của Dâu Đồng, hay là chúng ta kết làm thông gia đi, có được không? Phải, ai thèm kết thông gia với các người chứ. Hòa, chúng ta là hàng xóm mà lão thiệt, không tốt sao? Chỉ là không biết cái thằng nhỏ này có phước hay không. Cũng phải, không biết thằng kỹ đó có ý hay không nữa. Hay là để tôi làm hồng nương. Đúng, để ta vào trong mắt hả? Ta không có gật đầu, thì các ngươi đừng hòng được uống chén trà cô dâu. Có đánh mặt trượt hay không? Nếu không thì về ngủ. Hỉ, đi đâu? Ta đi chợ, có được hay không? Gia Cát tiên sinh đâu chứ? Ngươi nhìn thấy hắn ra sao? Các ngươi thiệt là nhiều chuyện. Nếu như Gia Cát tiên sinh đòi đi, các ngươi cản cũng không nổi. Chúng tôi chỉ là thừa lệnh làm việc. Tuyết Di Nương, Dù Đông, sao người tới đây? Nghe nói thì Tần Bộ xảy ra chuyện cho nên tới coi. Cứ yên tâm, không bị gì. Đại ca của người với lại Tri Mệnh trong đó, đi vô thăm họ đi. Nghe đứng lại, những người ngoài không được vào phủ Thần Bộ. Ở đây người ngoài chứ là các người thôi. Dù Đông, mặc kệ họ, người cứ đi vô, ta đi chợ. Lệnh Quyết đang đi tìm thái tử, vô tình thì bế quan nghiên cứu tình hình của khu rừng Tây Sơn.
Các người phải tiếp ứng bất chợt. Dạ, dạ, ngài thái thúc. Nè, dạ, dạ, các thần xin, hãy có sợ chứ? Không có gì đáng ngại. Các người đi chuẩn bị đi. Xin chào. Hy vọng lãnh quyết kiếm ra Kim Quốc thái tử cho mau. Nếu không, và các tiên sinh và ti thần bộ e là... Chị Mạng đại ca, chào các vị. Du Đông, Du Đông. Nè Du Đông, tại sao tới đây? Đại ca cô đã đi vắng. Ta cũng có thể tới thăm các vị. Hơn nữa, ta đã làm nhiều bánh ngon cho các vị ăn. Có phần của ta không? Dĩ nhiên có. Wow, có bánh mè ta thích ăn nhất. Còn có bánh mỡ hành, bánh nếp quế hoa nữa. Ừ, thích ăn thì ăn nhiều chút. Có ngon không? Thiệt ngon. Nhưng mà giờ này, nếu như có đậu hũ hạt nhân của làng Tây thì hoàn mỹ. Để ta đi mua. Lần lôi đường xa đi mua chén đậu hũ. Du Đông bỏ mặt hắn. Thì phải, đi tới hai canh giờ. Hơn nữa cũng đem tới nhiều bánh trái rồi. Không sao, sẵn ta cũng phải đi làng Tây, tiện đường thôi. Cô nói tiện đường? Ừ. Vậy làm phiền mua một chén cho ta. Chuyên mang đi ca, ta đi trước. Cẩn thận. Được. Ngươi làm ơn, đừng sai khiến người ta nữa. Gì? Du Đông tốt với ta ngươi ganh tị. Giỏi thì đừng ăn. Ăn thì đừng lãi nhảy. Ăn. Ngươi đã có hứa với ta mà, bây giờ lại không đi. Ai nấy đều chịu đi hết. Ngươi đi kiếm người khác. Nam Nhi chỉ ở tứ phương, lại đâu phải biểu ngươi đi xa chứ. Tới Tuyết Gia Trang thôi, cách chỗ này mất một ngày đường. Lúc nào cũng có thể về thăm nhà được. Ta thì có thể lúc nào cũng được. Ngươi đừng có tin hắn. Tuyết Gia Trang ở Hồ Bắc, tới chỗ này phải đi nửa tháng đường, đâu có thể nói về là về. Cô lại đi, đừng có nói bậy nha. Ta không có nói bậy. Ta đã theo cha đi Tuyết Gia Trang. Ngươi đừng hòng gạt ta. Ta thấy người này không có nói thiệt. Ngươi đừng tin. Đi. Từ nay phải cẩn thận một chút, đừng có tin lời người ta, biết không? Sao ta ở đây? Nè, đứng dậy. Đứng dậy mau. Đi đâu? Đi đâu? Đi cho lẹ. Mở lên. Chưa ăn cao mà. Mau lên. Du Đông. Du Đông. Cũng tại người, tại sao kêu nó lặn lội đường xa đi mua đồ? Nhưng ta đâu ngờ cổ đi bấy lâu vẫn chưa về. Còn nói cả đêm không về, có chuyện ta sẽ hỏi tội ngươi. Vậy không nói nữa. Du Đông. Truy mạng. Dạy của Du Đông. Truy mạng, giải dụng trên áo của Du Đông, nó nhất định sẽ nói chuyện. Yên tâm, cô nhất định tai qua nạn khỏi. Ngươi còn nói, Du Đông bị gì ta sao hỏi tội ngươi. Du Đông có chuyện ta phải gánh trách nhiệm. Muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. Bây giờ quan trọng nhất phải kiếm cho được cổ. Đồi núi lớn vậy, với sức của hai đứa mình thì khó kiếm. Có nên về ti thần bộ, nhờ họ giúp không? Ê, miếng vải này quả thật trên áo của Du Đông. Có cả chiếc vải cũng là của nó. Sao khi không nó lại bị mất tích như vậy? Xem ra Du Đông đã xảy ra chút chuyện. Hả? Chuyện gì? Bị con cọp tha đi hay là bị té xuống vực thẳm? Khiến người ta lo. Phải làm sao? Các vị, ta tin là các vị đều lo lắng tới Du Đông. Nhưng mà bây giờ quan trọng là giữ bình tĩnh để kiếm Du Đông cho mau. Còn nữa, bên cạnh chiếc vải và miếng vải, còn phát hiện tờ giấy này với chữ chánh. Thật ra là ý gì? Còn mạo đồ, có phải của Du Đông không đây? Không phải chữ chánh đơn giản như vậy. Ngã thúc, không phải chữ chánh chứ chữ gì? Có người đã kiểm tra con số và ký tên trên giấy. Hai chữ chánh nhập lại là 10 nét. Phải là 10. Vậy là 10 cái bánh bao hay là 10 con trâu? Có lẽ 10 con người. Còn vết máu trên giấy? Có thể là người phụ trách kỷ luật đã bị thương, cho nên để lại vết máu. Hay da, bỏ mặc là trên giấy viết những gì. Ta chỉ cần biết làm sao kiếm lại Du Đông thôi. Cha, bình tĩnh lại. Nếu rối loạn cả lên thì làm sao mà kiếm? Trước đó thái tử Nguyên Nha Xuân bị mất tích, bây giờ Du Đông lại mất đi tung tích. Ta nghĩ hai chuyện này thật sự có liên quan. Liên quan hay không không sợ.
quan trọng là phải kiếm ra được họ. Thiết thượng, lệnh quyết để cùng bộ phái toàn lực truy tầm hành tung của thái tử, ngươi hãy giúp đỡ một tay đi. Thiết thủ, ta kêu Du Đồng mua đồ cho ta mới xảy ra chuyện. Ngươi yên tâm, ta nhất định tận hết sức mình cùng ngươi kiếm cổ vệ. Lao lên chậm này à, làm gì chậm vậy? Làm việc để lên không nói nữa. Làm việc. Mà lên. Kiên lên, mau, mau, mau. Mà lên, để lên. Cơ cổ cách mấy cũng đáng chia đi tiểu cô nương. Ngươi cũng giống như ta bị họ bắt tới đây hả? Có cách nào chạy thoát được không? Mỏ vàng của tên cẩu quen để giấu triều đình kinh doanh. Trong vòng 10 dặm ở đây không có bóng người, xung quanh đều có người canh gác. Cô còn muốn chạy, còn khó hơn lên trời. Ta khuyên cô đừng có ý này. Không lẽ kiếp này phải ở lại đây? Vậy chưa chắc. Cô làm hết nổi, họ không cho cô lại phí cơm nước đâu. Cô coi bên kia. Cô thấy bọn họ là những nhân công bị thương trời khỏi, cô có phát tiền công cho họ. Tại sao phải bịt mắt họ lại? Bịt mắt thì không nhìn thấy, không nói ra chỗ của công xưởng. Đừng có nhiều chuyện nữa, chịu khó một chút đi. Lẹ lên, qua bên kia. Nhanh chút, đừng có đánh ta. Đi mau, đau quá. Đau, đừng. Lão ôm sùm. Cái gì? Ta đã nói là Kim Quốc Thái Tử mà. Ngươi là Kim Quốc Thái Tử thì ta là Phật Tổ Như Lai đó. Cầm xuống dưới, mau lên, đi. Đừng, dưới. Nè, đừng, đi. Đau đó. Mà xuống dưới làm việc mau. Xuống dưới làm việc. Đi, mà chậm cái gì mà. Đi, nhanh lên chút. Ngươi không muốn bị đòn thì bớt khó hé. Mà làm việc. Là thiệt, ta là Kim Quốc Thái Tử. Còn nói, giờ này có đủ người hay không? Gia có chậm tiến độ hay là không? Yên tâm đi công tử, ta đã phái người kiếm thêm nhân công từ dưới một tay rồi. Nhớ mọi việc phải cẩn thận. Ngươi cũng biết mỏ vàng này không thể để bị lộ. Nếu như bị truyền ra ngoài không có thể dẫn chơi. Hãy coi chừng lao công. Dạ công tử. Còn nữa, lúc đưa lao công đi phải cho sạch sẽ gọn gàng. Dạ biết công tử. Đưa bọn họ đi là cố tình làm cho người khác coi thôi, để đám nhân công tận tâm tận sức làm việc cho mình. Cái gì? Kim Quốc Thái Tử bị các người bắt đi làm khổ sai mỏ vàng hả? Chà, cha không biết chúng ta có mấy cái khoáng trường mà không đủ người làm phải làm ngày đêm. Con mới bắt được người làm khổ sai, nhưng mà con thật sự không biết là họ bắt người bậy bạ. Con không biết. Nói cái chuyện mỏ vàng đã là đại tội, còn bắt lộn thái tử. Nếu để chuyện này để cho hoàng thượng biết, đừng nói chỉ là mũ quan của cha khó giữ, chúng ta cũng sẽ bị rơi đầu. Cha, con thì không biết chuyện đến nước này. Sứ giả Kim Quốc đã ra thông điệp cuối cùng. Nếu còn kiếm không ra thái tử, hai nước sẽ tuyên chiến. Hoàng thượng vì chuyện này đã ăn ngủ không yên. Cha, chúng ta hãy đưa thái tử về, vậy là được rồi. Con điên hả? Đưa thái tử về, có khác gì công bố chuyện bậy của mình làm. Như vậy đưa về hay không cũng sẽ bị chết. Vậy chúng ta phải xử sao? Đã làm tới thì làm luôn. Hành tung của thái tử và bí mật của mỏ vàng quyết không thể bại lộ. Chuyện này muốn không ai biết thì chỉ còn một cách. Đại Kim bấy lâu thái tử có phải chưa hề tới đây? Không chừng chỗ này không ai tới. Gần chỗ này có người đi ngang qua. Hơn nữa theo lời nói của tùy tùng sứ giả Kim Quốc, thái tử sau khi bơi lội ở hồ nước lân cận đã bị mất tích. Ta tin rằng sẽ ra chuyện ở gần đây. Tuy là vậy, nhưng thái tử thì bị bắt, mà kệ chúng ta kiếm sao cũng không kết quả. Vậy đi, mình chơi nhà đi kiếm, có tin tức thì liên lạc sau. Ai kêu người ta giết ta? Thì là to gan, ban ngày ban mặt mà dám hành thích bộ khoái quan phủ, chết là đáng. Tại sao người ở đây? Tại sao?
Đại Liên Minh là đệ nhất bang hội của Võ Lâm. Biết được Kim Quốc Thái Tử đã bị mất tích thì phải giúp sức cho triều đình để tìm kiếm. Không ngờ ở chỗ này đã nhìn thấy lãnh bộ khoái đã bị lâm cảnh hiểm, thì đương nhiên ta phải rút đao tương trợ, giết trừ kẻ gian. Ngươi muốn giết người bịt miệng? Tại sao lại nói như vậy? Ngươi đừng có quên rằng vừa rồi ta đã cứu ngươi. Dù ngươi không kêu ta là ân công thì cũng phải nên nói là cảm ơn. Chúng ta hãy tiếp tục giúp bộ khoái Kim Thái Tử. Nào! Dạ. Lệnh Quyết, ta thấy ngươi là nhân tài, mới nhắc nhở ngươi một câu. Bây giờ Thái Tử vẫn chưa có biết sống chết thế nào. Nếu mà ngươi kiếm không ra hắn, chỉ có con đường chết thôi. Cho dù gia các không chơi chở ngươi không nổi. Nhưng mà nếu như ngươi quy phụng Đại Liên Minh, ta không những là có thể giữ mạng cho ngươi, còn bảo đảm ngươi được ấm no. Hơn là ngươi mặc cái áo khỉ này để làm bộ khoái. Ta không phải thứ dân cầu danh cầu lợi như ngươi. Nếu không phải là bộ khoái, ta đã giết ngươi từ lâu. Rõ ràng cho ngươi con đường sống, ngươi thích chọn con đường chết thì là không phần tốt xấu. Ta mặc kệ đường sống đường chết. Lãnh Quyết này biết rõ sức của mình. Bây giờ là người nào đã quỷ đi bến đò? Không có đò thì làm sao qua sông? Quý đệ, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Người của khoáng trưởng giết người bịt miệng. Có từng gặp cô nương này không? Không hề thấy. Tướng công của ta do các người giới thiệu việc làm, sao bây giờ lại biết tâm biết tết? Phải, còn có con của ta nữa, bỏ đi không có về. Ta mặc kệ, ngươi phải ăn nói với chúng tôi. Lúc nãy ta có nói qua rồi, ta chỉ là người trung gian thôi. Làm xong chuyện ta không biết cái gì hết. Không tin các người coi, bọn họ đã ký tên và đã thâu tiền và đi làm công cho người ta đó, không bắt mớ tới ta. Đi làm công cũng không đến nỗi bị ta miệt tích. Cha của ta đã đi đâu? Người nhất định biết, làm ơn nói cho ta biết. Cô nương à, cha cô có tài có chừng, ta đâu có biết hắn đi đâu chứ. Các người muốn kiếm thì tự mình kiếm đi, đừng có phiền ta nữa. Sao không thể bỏ qua như vậy? Phải không thể nào bỏ qua? Hay là chúng ta đi báo quan? Đúng, báo quan. Thế nào? Trong khoảnh khắc mà mất đi nhiều người, bỏ mặt có liên can tới Du Đông hay không, theo tình theo lý cũng phải điều tra. Đại nhân, chúng tôi báo quan. Trước đó các người đã báo quan rồi. Ta đã nói nếu có tình ta sẽ báo với lại các người. Các người kêu xé cũng vô dụng. Nhưng mà chúng tôi bị mất tiêu. Nhưng cái gì? Có cần ta mở cửa nhà lao bắt hết các người vô để trị tội quấy nhiễu quan phủ hay không? Đi mau. Chào đại nhân, chúng tôi hai vị đây là đại nhân. Chúng tôi là người của Ti Thần Bộ, tại hạ là thiết thủ, còn đây là Tri Mạng. Người của Ti Thần Bộ tới thị trấn nhỏ của chúng tôi, không biết có chuyện gì. Chúng tôi đang điều tra một số người bị mất tích. Lúc nãy bên ngoài nghe được dân làng khoái nhiễu, muốn vô điều tra chút thôi. Ơi, chuyện nhỏ, chỉ bất quá người dân làng xuất hành làm công mất đi liên lạc. Chuyện này thường hay xảy ra, không có đáng kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu người bị mất tích, không đáng khả nghi hay sao? Có lẽ khi họ ra thành rồi, không có quen chỗ, và trong khoảnh khắc, không có thể liên lạc với người thân. Mai mốt họ viết thư về thì sẽ hết chuyện. Có đơn giản như là người nghĩ không? Không chừng các người nghĩ quá phức tạp. Bổn quan còn phải xử lý công dân, không có thể tiếp hai vị hả? Thấy hắn ngáp ngon lạnh vậy, đúng là một tên lười biếng.
mấy cái thứ hoàng nhỏ này không muốn xử lý mà. Vừa rồi hắn nói có 10 người bị mất tích. Ừ, rồi sao? Hai chữ chánh có ý là 10. Không lẽ như vô tình nói 10 người bị mất tích? Trên giấy ghi rất có thể là 10 người này. Không lẽ có liên can tới người bán nhân khẩu? Phải, phải. Chỉ cần kiếm ra được người viết giấy là mọi chuyện được minh bạch. Hay là gì? Hai người đi kiếm cũng không được tiện. Để ta đi một mình. Ngươi về coi Du Đông về chưa? Ngươi thiệt được hả? Thiếu đệ thuốc, hãy uống chén thuốc này. Diệp Phi, cha, cha không khỏe hả? Bị nhiễm chút phong hàn thôi. Theo như ta thấy, thiếu đệ thuốc vì lo lắng cho an nguy của Du Đông cho nên mới bị lâm bệnh. Kiếm không ra Du Đông, người làm cha này làm sao mà được yên lòng? Cha, chính cha đã nói là có trời phù hộ, Du Đông sẽ không sao. Dạ phải, nhất định. Ông hãy mau uống chén thuốc này. Diệp Phi, cảm ơn cô. Cần gì phải khách sáo. Lần này ta tới đây chỉ là để coi các người. Thiết đại thuốc, ta xắt thêm một chén thuốc, nhớ là trước khi đi ngủ phải uống. Ê, thiệt làm phiền tới đàn cô nương. Chỉ là tiện tài, xảy ra chuyện lớn như vậy thì phải giúp đỡ cho nhau. À phải, thiết thủ, thiết đại thuốc nói người tên đó dò thám, có tin gì không? Đừng có nói Du Đông, cả thái tử của Kim Quốc cũng không có phát hiện. Thiết thủ, điều tra được rồi. Điều tra ra cái gì? Ta điều tra được, thì ra tấm giấy với chữ chánh là cái người làm trong quán giới thiệu. Hắn tên là Hà Cự, không phải người bản xứ, tới đây chưa lâu. Còn nữa, ta đã coi lại biên nhận ở chỗ này, nét chữ ở trên đó như là nét chữ của chữ chánh. Trước đó chúng ta đã bỏ lỡ, thì ra ngón tay của người này đã bị thương. Không lẽ vết máu trên giấy là hắn? Ngươi cũng thấy vậy. Ngươi có biết hành tung của Du Đông hay không? Rất có thể. Sao chúng ta phải bỏ nhà vậy cha? Cha nói đi là đi, đừng có hỏi thêm. Đã biểu đừng có làm bậy làm bạ, gạt dân làng đi làm khổ xài. Mẹ à, bây giờ nói gì cũng vô dụng thôi. Quan trọng nhất là rời khỏi chỗ này cho mau. Cho dù người của quan phủ không tới thì đám dân làng không tha cho mình. Chúng ta đi mau. Cô lại, cô muốn gì? Người bỏ mặt. Nếu như người không mong người nhà có chuyện, tốt nhất là làm theo lời giọng của ta. Mở cửa, mở lên. Mở cửa. Chuyện gì đây các người lại? Sao vào nhà dân cư? Có phải người đã bắt đi dân làng? Họ đang ở đâu? Ta không biết người nói cái gì. Cái gì bắt dân làng? Đừng có làm bộ nữa. Chúng tôi đã biết người là kẻ buôn nhân khẩu, mở quán giới thiệu chỉ là bịt mắt. Ta không biết người nói cái gì. Người không nói. Được, bây giờ bắt người về phủ thần bộ. Ta không tin ngươi chịu nổi tra tấn. Đi, đi mau. Các người hãy cầu thần lạy Phật, biểu hòa cường nghe lời của ta. Nếu không, ba người chỉ có thể gặp nhau ở Diêm Dương. Có hiểu chưa? Đã có nhiều dân làng xuyên qua quán người kiếm việc bị mất tích. Người nói không liên quan tới ngươi. Có phải người đã bắt cổ? Nói mau. Ta không biết người nói cái gì, lại càng không biết vị cô nương này. Tấm giấy này người giải thích thế nào? Hai chữ chánh nhập lại là 10 nét, trùng hợp với số người bị mất tích. Còn có nét chữ của người, nói mau. Tấm giấy không phải là của ta, chữ trên giấy càng không phải của ta viết. Vậy còn vết máu, người dám nói không liên quan tới người? Người hãy thả ta ra, không mắc mới tới ta. Thả ta ra, thì không mắc mới tới ta mà. Thả ta ra. Thả ta ra. Người có ý kiến gì? Thả ta ra. Hà Cường này nhất định là có vấn đề. Và các tiên sinh, thiếu chủ, bên lệnh quý có tin. Hắn nghi ngờ có người bị bắt tới khoáng trường làm cổ sai, sau đó còn bị bịt miệng. Nghi ngờ thái tử và Du Đông có lẽ vì vậy bị mất tích. Tôi phải người bắt đi Du Đông. Du Đông đang ở đâu? Không mất bớ tới tờ. Du Đông ở đâu? Nói đâu? Thả ta ra. Hỏi Du Đông ở đâu? Ta nói. Du Đông đâu? Ta nói. Bình tĩnh. Ta nói. Cái người làm gì kiểu nào? Cái đứa nhỏ không coi chừng. Thì ra thằng nhóc đang mặc rách rưới lại là Kim Quốc thái tử. Còn hỏi nhiều. Cấp trên có lệnh, nhìn thấy họ giết thẳng tay, đừng để tin đồn ra ngoài. Họ
họ phải giết người đó. Chạy mau, chạy mau lên, chạy, chạy mau, mau lên, chạy mau. Vậy tên sao? Đừng theo bắt họ lại. Vô đông cô nương tính sao bây giờ? Tính sao đây? Đau quá, đau. Có sao không? Họ vốn không có tả người, là giết sạch. Chạy mau. Vô đông cô nương thế nào? Ta đã bị trật chân. Ta làm sao bây giờ? Bắt họ lại. Chạy. Vô đông cô nương có sao vậy? Có sao không? Chạy mau lên. Nhưng mà chạy mau. Không được, không được. Chạy mau lên. Cổng cô. Đừng. Nè, chúng ta chạy chung. Đứng vậy. Không được, triều đình đang kiếp ngươi. Mau lên, ngươi không thể bị chết. Chạy mau. Đi kiếm mau. Dạ. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.